có số lượng lớn cỏ voi, thân cây ngô và bã mía cần được xử lý. Bạn cần băm nhỏ số lượng lớn nguyên liệu, cho ra thành phẩm mảnh nhỏ, phục vụ thức ăn cho hàng trăm vật nuôi. Bình Quân Group xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bộ đôi hai dòng sản phẩm máy băm cỏ 6TA-FB và dòng sản phẩm máy băm cỏ 7TA hỗ trợ công đoạn băm nhỏ với năng suất lên tới 1 tấn mỗi giờ. Cắm điện là bạn đã có thể dễ dàng sử dụng máy để có thể băm nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu. Vậy bạn phù hợp với dòng sản phẩm nào? Hãy tham khảo với Bình An trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, Bình An xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy băm cỏ 7TA. Máy băm cỏ 7TA được lắp đặt động cơ 3,5 kW một pha, phù hợp với mọi hộ chăn nuôi cho đến các trang trại, quy mô nhỏ lẻ gia đình. Là dòng sản phẩm chuyên dùng để băm nhỏ các loại cỏ, cây thân mềm như ngô, cỏ voi, ngọn mía, làm thức ăn cho các loài vật nuôi với năng suất 1 tấn mỗi giờ. Tơ nạp nguyên liệu to rộng dạng máng ngang, có thể đưa cùng lúc 6 đến 8 cây cỏ voi vào buồng băm. Hệ thống lô quần sẽ tự động kéo nguyên liệu vào buồng băm. Tại đây, 8 con dao thái to hai lưỡi xếp theo dạng xéo cực kỳ đặc biệt, băm dễ dàng nguyên liệu thành mảnh nhỏ. Và đây sẽ là thành phẩm cỏ voi sau quá trình băm, sẽ có kích thước từ 2 đến 4cm. Và ngoài khả năng băm nhỏ cỏ voi thân cây mềm, quý vị còn có thể tận dụng máy băm cỏ 7TA để xử lý các phụ phẩm như rơm khô và bã mía. Đây sẽ là dòng sản phẩm phù hợp với các hộ chăn nuôi có nhu cầu băm nhỏ cỏ, phụ phẩm rơm khô, bã mía. Tiếp theo, Bình An xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy băm nhỏ 6TA-FB. Máy băm cỏ 6TA-FB được lắp đặt động cơ 3 kW một pha. Ngoài ra, như quý vị thấy ở phía bên trên thân máy được lắp đặt một automat hỗ trợ quý vị có thể dễ dàng bật tắt máy, và trong quá trình sử dụng nếu gặp phải vấn đề về kỹ thuật, quý vị có thể dễ dàng ngắt điện nhanh chóng thông qua hệ thống automat này, bảo vệ máy an toàn hơn. Thiết kế nhỏ gọn, với buồng băm có góc nghiêng tiêu chuẩn hợp lý, chiều cao vừa tầm, hỗ trợ cấp liệu thuận tiện cũng như đảm bảo nguyên liệu đưa vào trong dễ dàng, không bị bắn trở ngược ra bên ngoài. Tất cả các chi tiết của máy đều được thiết kế tối ưu từ bên trong ra bên ngoài. Lưỡi dao băm của máy được thiết kế cực kỳ sắc bén cùng hệ thống bánh đà đặc biệt, dễ dàng băm nhỏ các nguyên liệu có độ cứng khác nhau. Và đây sẽ là thành phẩm băm nhỏ có kích thước từ 1 đến 2cm. Và ngoài băm cỏ ra, máy băm cỏ 6TA-FB còn có thể băm nhỏ các loại phụ phẩm như củ quả hay bã mía. Nếu quý vị muốn băm nhỏ số lượng lớn cỏ voi, thân cây ngô hay các phụ phẩm như là bã mía, rơm khô, vậy ra sản phẩm máy băm cỏ 7TA sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn băm nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu từ cỏ voi, thân cây ngô hay các loại rau củ quả, thậm chí là xử lý phụ phẩm cành lá nhỏ sau quá trình cắt tỉa với năng suất 800 cân trên 1 giờ, vậy thì dòng sản phẩm máy băm cỏ 6TA-FB chính là dành cho quý vị. Và vừa rồi là hai dòng sản phẩm máy băm cỏ một pha đến từ thương hiệu Bình An đang được rất nhiều quý vị ưa thích trên thị trường hiện nay. Hy vọng video ngày hôm nay đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích, hỗ trợ quý vị có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý vị khách hàng. Và nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về hai dòng sản phẩm này mà Hồng Nga chưa thể giải đáp được trong video ngày hôm nay, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Đội ngũ nhân viên tư vấn của Bình An sẽ sẵn sàng hỗ trợ giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc về dòng sản phẩm. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.